điểm mặt những cái tên của Toyota đang trong chương trình giảm giá khuyến mãi cực sâu, trong đó có chiếc xe SUV chủ lực Fortuner giảm giá lên tới 120 triệu đồng với phiên bản lắp ráp, phiên bản nhập khẩu giảm tối đa hơn 50 triệu đồng một xe. Toyota Innova và Toyota Altis cũng không ngoại lệ với mức giảm bình quân lên tới hơn 60 triệu đồng một xe. Còn đối với những cái tên như Toyota Vios, Toyota Wigo, những dòng xe cỡ nhỏ và xe này cũng nằm trong chương trình khuyến mãi giảm giá, nhưng dường như cũng không hề đáng kể. Sau đây là tin tức cập nhật giá xe tháng 2 năm 2020 của Toyota. Nếu anh em cảm thấy hay thì đừng quên ủng hộ Auto Việt Nam bằng cách like và share video clip của chúng tôi. Nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bằng cách rung chuông ở góc phải màn hình của mình để nhận được những tin tức mới nhất của Auto Việt Nam nhé.